phải là em quên, chỉ là vì muốn trái tim mình nhẹ nhõm. Để lòng bình yên em cố gắng một lần, vì còn yêu. Xong rồi đó. Thôi được rồi, anh ở phía trong, tôi ở phía ngoài. Tôi cho anh hạn là 3 ngày để đi tìm việc làm. Sau 3 ngày là anh phải chuyển đi chỗ khác để ở. Mà cô không sợ hả? Anh yên tâm đi, tôi báo với dì Tú rồi. Tôi mà có mệnh hệ gì á là dì Tú sẽ báo công an bắt anh liền. Vẫn ghê gớm như xưa hả? Mày đặt nói nhiều đó, bây giờ ho. Ngồi đó đi, tôi nấu cơm cho ăn. Để tôi phụ cô. Thôi, anh phụ tôi á, rồi mắc công vật thể lạ trong miệng của anh nó bay tùm lum vô đồ ăn của tôi nữa. Cô nói đúng, tôi đã nợ cô. Tôi phải trả món nợ này cho cô. Dạ con cảm ơn Dượng. Vì Dượng đã cho con về đây để nghỉ dưỡng à. Con thiệt là, tại sao con lại nói chuyện khách sáo như vậy? Đây cũng là nhà của con mà. Bác sĩ nói con phải cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều. Má đã xin với Dượng cho con nghỉ phép 3 tháng đó. 3 tháng hả? Dạ con định tuần sau sẽ đi làm lại à. Con còn yếu lắm, đi làm cái gì chứ con. Má, con khỏe rồi mà má. Nè, nghe lời má con đi. Công việc á thì cứ từ từ mà làm. Với lại, sau khi con khỏe lại, Dượng muốn sắp xếp con xuống nhà máy học cách quản lý. Chú Quân giám đốc nhà máy giờ này đã hơn 60 tuổi rồi. Mấy lần chú ấy muốn nghỉ hưu, nhưng mà Dượng chưa đồng ý vì chưa có người thay thế. Dượng nghĩ con sẽ là một ứng cử viên đó. Nhưng mà... Nè, đừng có nói là con sợ mình không đủ sức nha. Dượng đã chọn con thì Dượng biết năng lực của con tới đâu. Dạ, nếu như Dượng đã tin tưởng con thì con sẽ không làm cho Dượng thất vọng đâu à. Tốt lắm. Dạ. Dạ, thưa ba thưa dì con mới về. Ừ. Em sao rồi Phú? Dạ em đỡ nhiều rồi chị. Nghe má nói chị phụ má dọn cái ổ cho em hả? Em cảm ơn chị nhiều lắm. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Dạ con thấy hơi mệt cho nên con xin phép lên phòng nghỉ trước nha. Con không sao chứ? Dạ con không sao, con chỉ thấy hơi mệt thôi à. Vậy thôi con đi nghỉ đi. Dạ con xin phép. Hình như là vợ chồng thằng Trung đang có chuyện gì phải không? Em có hỏi nhưng mà hai đứa đều không nói gì hết. Có điều em chắc là hai đứa đang có chuyện.
vì tối nào thằng Trung nó cũng qua phòng khác ngủ, còn con Hương thì đi ra ngoài tới chiều tối mới về. Khi nào thằng Trung nó về, em nói với nó giao phòng làm việc gặp anh. Thôi, em nói chuyện với Hương đi, xem có chuyện gì không. Dạ, thằng Trung nó có gọi điện thoại về báo tối nay nó sẽ làm việc khuya ở công ty. Anh cứ để em nói chuyện với con Hương trước đã. Vậy cũng được. Dạ. Cha. Dì vào được không con? Dạ, con mời dì. Ừ. Có chuyện gì không dì? Con biết có chuyện gì mà. Có những chuyện mình phải nói ra mới giải quyết được con à. Dạ, anh Trung. Trung nó làm sao con? À, dạ cũng không có gì đâu. À, con với anh á đang cãi nhau cái chuyện con đi học làm gớm đó. Anh cứ lo là sức khỏe của con sẽ không được đảm bảo, nhưng mà con thấy á cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu vậy. Chỉ là vậy thôi sao? Hèn gì mấy bữa nay á con đi sớm về tối là con đi học làm gớm đó hả? Dạ. Thật ra thằng Trung nó quan tâm con thôi. Hương, con đừng có giận nó nữa nha. Dạ, con biết rồi. Không có gì á thì dì yên tâm rồi. Để dì nói lại với ba con. Chứ ba con định thằng Trung về á là la nó đó con. À, con nhờ dì á nói lại với ba là tụi con không có gì đâu. Nói ba á là đừng có la anh Trung nha dì. Dì biết rồi. Dạ, con cảm ơn dì. À, phải rồi. Còn chuyện mang thai làm sao con? Dạ, con vẫn đang uống thuốc điều dưỡng sức khỏe. Khi nào con đi khám á, con sẽ báo dì mà. Ừ. Tại sao lại để chuyện xảy ra như vậy chứ? Bác đang cho rà soát tất cả các quy trình, coi sự cố xảy ra từ đâu. Khi nào mới kiểm tra ra? Có thể là chiều tối hôm nay, hoặc có thể là sáng ngày hôm sau. Còn thời gian khắc phục? Cho dù là nguyên nhân gì, và với số lượng xe như vậy thì chúng ta phải mất ít nhất là một tháng. Nếu vậy có nghĩa là chúng ta vi phạm hợp đồng với Bình An rồi. Mình hẹn với bên Bình An đi. Tôi muốn giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, và quan trọng hơn nữa là giữ được hình ảnh và uy tín của Trường Thịnh. Ừ, nhưng mà trước tiên chúng ta phải chờ kết quả kiểm tra từ bên chú Văn cái đã. Khi nào có kết quả bác hãy báo cho con biết ngay. Bác biết rồi. Bác xuống nhà máy đây. Dạ. Thôi mình về công ty đi. Tôi muốn tính toán những thiệt hại. Nếu thật sự mình không giao được hàng đúng hẹn và bên Bình An không thông cảm mà truy cứu đến cùng. Ờ, tôi có cuộc hẹn quan trọng rồi. Tôi đi khoảng một tiếng, xong về công ty gặp anh. Cũng được, để tôi đưa anh đi rồi tôi về công ty. Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Ừ. Chào em. Xin lỗi em, anh đến trễ. Không sao, tại vì em đến sớm mà. Hương à, sao anh nhìn em có vẻ... Dạ, mời anh. Chị em gửi menu. Thôi khỏi, cho anh ly cà phê đá luôn nghe. Dạ. Sao nhìn em có vẻ mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì không em? Em không sao. Anh Khải nè, em có một chuyện em không biết phải quyết làm sao hết. Với lại em cũng không biết hỏi ai nữa, cho nên là em mới gọi anh ra đây. Em cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp cho. Nhưng mà anh phải hứa với em á là anh không được kể cho ai nghe hết, nhất là anh Trung đó.
anh hứa. Em cảm ơn anh. Nhưng mà là chuyện gì mới được chứ? Đã kiểm tra ra nguyên nhân gây lỗi không phải là do quy trình lắp ráp, mà do lỗi linh kiện. Trước giờ loại linh kiện này chúng ta vẫn thường hay mua của công ty Lima Urena, nhưng đợt này là do công ty đó hết hàng nên chúng ta phải nhập linh kiện của công ty khác. Vậy đã làm việc với bên đó chưa? Dạ không liên lạc được thưa ba. Tại sao là không liên lạc được? Con cũng đã cho người điều tra, nhưng bước đầu con có thể khẳng định rằng đây là công ty ma, và chúng ta đã nhập linh kiện kém chất lượng của công ty này. Không thể chấp nhận được. Làm ăn bao nhiêu lâu rồi mà để bị lừa như vậy hả? Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì Trường Thịnh sẽ là trò cười cho cả ngành. Dạ, đích thực chuyện này là do dưới nhà máy đã quá sơ suất. Nếu như bên Bình An truy cứu thì thiệt hại sẽ là bao nhiêu? Dạ, đây là báo cáo chi tiết về các thiệt hại. Con định xử lý sao? Bước đầu con định xuống nhà máy để bàn bạc với mọi người làm sao khắc phục chuyện này trong thời gian nhanh nhất. Ngày mai con định qua bên Bình An để thương lượng với họ cách xử lý. Bà muốn thiệt hại ở mức thấp nhất. Dạ. Cậu ra ngoài trước đi. Dạ. Ông Hoàng, giám đốc dự án của Bình An, tuy là em vợ của ông An nhưng mà rất chịu ăn nhậu. Con hãy cho ông ta một phần lợi lộc, chắc chắn chuyện này sẽ thương lượng được. Nhưng như vậy chẳng khác nào hối lộ hả ba? Chính vì vậy cho nên con đừng tự mình làm, mà con hãy giao việc này cho Thiên Khải. Ba, ba có thể cho con giải quyết theo cách của con được không? Vậy con có chắc chắn cái cách giải quyết của con sẽ giải quyết được vấn đề hay không? Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Ba cần chuyện này phải là chắc chắn giải quyết được. Thưa ba, nếu con thấy không làm được thì chuyện này để cho ba với Thiên Khải giải quyết. Con tin chắc là sẽ giải quyết theo cách của con được. Mong ba tin con. Không phải chúng ta đã lấy được hợp đồng từ Bình An khi dùng cách của con mà không phải hối lộ sao? Con không phải đưa hối lộ, vì ba đã sai Thiên Khải làm việc đó thay con. Ba, thôi được rồi, ba sẽ cho con một cơ hội. Dạ, con cảm ơn ba. Vô đi. Ba, anh Trung. Tìm ba có chuyện gì vậy? Con có tin không hay về dự án của chúng ta. Xảy ra chuyện gì? Ngồi đi rồi nói. Ông Michel vừa gọi cho con. Ông ấy đang lưỡng lự về việc hợp tác với Trường Thịnh, mà sẽ hợp tác với một công ty ở nước ngoài khác. Tại sao? Ông ấy cho rằng sắp tới thuế xuất nhập khẩu xe nguyên chiếc ở Việt Nam sẽ giảm ở mức 0%, trong khi đó thuế linh kiện và phụ tùng lại không giảm. Chính vì vậy, nếu như mình lắp ráp ở bên Thái và nhập về Việt Nam bán thì sẽ có lợi hơn. Anh muốn gặp ông Michel. Chuyện đó cứ từ từ, chúng ta phải bàn lại đã. Con xin lỗi vì đã không giúp được gì hết. Đâu liên quan gì đến con. Ba biết là con đã tận sức rồi. Để ba với Minh Trung bàn lại rồi sẽ họp với con về cách xử lý. Dạ, vậy con xin phép về phòng. Ba dám chắc vẫn là công ty Thái Lan đó đeo bám chúng ta. Điều này chứng tỏ họ muốn thâu tóm công ty Trường Thịnh bằng mọi giá. Vụ Bình An không chừng nó là một âm mưu đó. Hãy thận trọng mà giải quyết. Ủa, nó bị sao vậy? Tại tô cháo lòng đó gì? Người ta ăn không sao, cục bột như anh ăn á thì bị vậy đó. Hôm nay em đến đây là để chào má và anh. Mà con đi đâu chứ? Con phải về nước ngoài lại rồi. Chắc là lâu lắm con mới trở về lại đây.
Sao lại như vậy? Hiện tại thằng Trung, cả con cáo già đó sẽ không ra mặt. Em định xử lý vụ Bình An như thế nào? Em đã lường trước chuyện này rồi, cho nên chuyện mà mình sắp xếp vụ Bình An chắc chắn sẽ không uổng phí. Con nhất định phải đi sau. Trước đây thì là như vậy, nhưng bây giờ thì không. Sao? Đã có chuyện gì? Con nghĩ mình cần phải để giúp anh Trung, để lấy lại uy tín của cô đâu. Tụi con đi chung với nhau hả? Con đã gặp Hồng ở công ty, sau đó Hồng chở con đi công chuyện luôn. Tại con sợ anh mới khỏe mà đi lung tung một mình không tốt, nên con bắt anh phải muốn con làm vệ sĩ. Cảm ơn con. Em muốn đi xa một mình. Không được đâu, em đang không khỏe mà. Em không sao đâu. Anh đặt vé ra resort cho em nha. Lần trước em có nói tới chuyện gì chứ? Có làm cho má buồn lắm hay không? Lúc em về rồi, em cứ tự trách mình là quá nhiều chuyện, rồi lại lo là sẽ làm cho má buồn. Má buồn lắm, nhưng không phải là lỗi của em. Má đã vì Dượng rất là nhiều, nhưng không ngờ trong mắt Dượng lúc nào cũng chỉ có hai đứa con trai mà thôi.